Ngày 17 tháng 7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đinh Văn Dương, sinh năm 1991, ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ cung ứng thiện nhân có địa chỉ tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra xác định, từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024, Đinh Văn Dương đã sử dụng các tài khoản Gmail do Dương giả lập để chia sẻ với khách hàng về chương trình xuất khẩu lao động đi làm việc thời vụ ngành nông nghiệp tại Hàn Quốc, Visa E81, và tiến hành tìm kiếm, tuyển chọn những người đang có nhu cầu đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc để thực hiện hành vi lừa đảo. Để tạo niềm tin cho người lao động, Đinh Văn Dương đã tự giới thiệu là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ cung ứng thiện nhân, là đơn vị kết nối được chương trình và đưa ra các văn bản chấp thuận tiếp nhận lao động của chính quyền địa phương phía Hàn Quốc và văn bản ghi nhớ ủy quyền của chính quyền địa phương phía Việt Nam, văn bản giả, đồng thời chia sẻ thông tin đơn hàng xuất khẩu lao động cùng chi phí phù hợp cho khách hàng. Sau khi khách hàng đăng ký đi xuất khẩu lao động, Dương yêu cầu khách hàng nộp tiền đặt cọc là 10 triệu đồng trên người để làm thủ tục xin cấp visa, hoàn thiện hồ sơ xuất cảnh nhanh. Với thủ đoạn trên, Đinh Văn Dương và một số đối tượng khác đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 162 lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều địa phương khác trên toàn quốc với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Chương trình đưa người lao động đi làm việc thời vụ ngành nông nghiệp tại Hàn Quốc là chương trình phi lợi nhuận trên cơ sở hợp tác giữa các địa phương của hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, có thủ tục nhanh gọn, không có yêu cầu cao về đào tạo nghề, ngoại ngữ, thời gian đi ngắn, thu nhập khá cao, đã mở ra một hướng đi mới trong tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, từ khi có chương trình đến nay chưa có địa phương nào trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ký thỏa thuận hợp tác chính thức với địa phương ở Hàn Quốc, nên chưa có thông báo tuyển chọn lao động của Ủy ban Nhân dân các huyện. Việc Đinh Văn Dương và các đối tượng liên quan đưa ra thông tin tuyển chọn lao động thời vụ để thu tiền của nhiều người lao động trên địa bàn tỉnh mà không được sự ủy quyền, cho phép của chính quyền địa phương liên quan là vi phạm các quy định về việc tuyển chọn lao động. Hành vi của Đinh Văn Dương đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan công an khuyến cáo người lao động phải hết sức tỉnh táo trước các thủ đoạn lừa đảo của tội phạm.